Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, Mr. Định sẽ tiếp tục tâm sự với quý khán thính giả một chủ đề mang tên Ba nỗi khổ của học từ vựng tiếng Anh. Ai học tiếng Anh rồi cũng sẽ phải vượt qua ba nỗi khổ này nếu muốn thành công. Xin chia sẻ với quý khán thính giả, nỗi khổ đầu tiên là từ tiếng Anh, một từ có rất nhiều nghĩa. Điều này là rất rõ ràng rồi. Nếu chúng ta học một từ mà chỉ học một nghĩa của từ đó, thì chúng ta sẽ rất dễ hiểu lầm ý nghĩa của câu. Mr. Định xin lấy một số các ví dụ để minh chứng cho điều này. Chúng ta cùng xem nghĩa của từ train trong các câu sau đây. I go to London by train. Tôi đi tới Luân Đôn bằng tàu hỏa. Trong câu này, chúng ta thấy by train thì train đóng vai trò là danh từ. Còn câu tiếp theo, I have to train myself. Tôi phải tự rèn luyện bản thân mình. Thì trong câu này, train là động từ có nghĩa là rèn luyện. Vậy cùng là một từ, thì ở câu số 1, train mang nghĩa là tàu hỏa. Cũng là từ train trong câu số 2, lại là động từ có nghĩa là rèn luyện. Sự khác biệt này nếu chúng ta chỉ nắm được một từ tàu hỏa là train, thì câu thứ hai chúng ta sẽ không thể hiểu ý nghĩa của nó. I have to train myself. Tôi phải tàu hỏa bản thân. Thì quý khán thính giả đã hoàn toàn hiểu lầm câu này. Xin lấy tiếp các ví dụ tiếp theo để quý khán thính giả được rõ. He's running fast. Anh ta chạy rất nhanh. He's fasting. Anh ta đang ăn chay. Dễ thấy trong câu số 1, fast ở đây không phải là động từ mà là trạng từ bổ nghĩa cho running. Còn ở câu số 2, nếu chúng ta chỉ biết fast có nghĩa là nhanh, thì có nghĩa là anh ta đang nhanh. Không, nhanh không bao giờ là động từ chính vì thế chúng ta phải nắm được nghĩa thứ hai của fast đó chính là ăn chay thường dành cho những người theo đạo hồi ở tháng ramadan chính vì thế câu thứ hai he's fasting anh ta đang ăn chay ví dụ tiếp theo that's a correct answer đó là một câu trả lời đúng quý khán thính giả hãy chú ý vào từ correct ở đây là tính từ có nghĩa là chính xác và câu thứ hai i don't want to correct her mistake thì correct nếu chúng ta chỉ biết với vai trò là tính từ có nghĩa là chính xác thì chúng ta sẽ không thể hiểu được nghĩa của câu thứ hai tôi không muốn chính xác lỗi lầm của cô ấy mà ở trong câu này correct lại là động từ có nghĩa là sửa câu này có nghĩa là Tôi không muốn sửa sai cho cô ấy. I don't want to correct her mistake. Vậy, quý khán thính giả hãy lưu ý. Khi học từ vựng, chúng ta nên học toàn bộ nghĩa của từ. Và khi đọc để hiểu nghĩa của câu, hãy sử dụng các từ xung quanh từ đó để lựa chọn đúng nghĩa. Chúng ta có thể dựa vào từ loại của từ đó để lựa chọn nghĩa cho đúng nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ được hết nghĩa của các từ trong trường hợp này chúng ta phải làm gì trường hợp cuối cùng mà quý khán thính giả không thể nhớ được hết nghĩa chúng ta chỉ còn cách đoán nghĩa của từ đó dựa vào các từ xung quanh và ngữ cảnh của câu sau đó hãy đừng quên cha trong từ điển từ mà chúng ta vừa đoán nỗi khổ thứ hai mà chúng ta khi học từ vựng tiếng anh đều phải trải qua đó là cách đọc không giống với cách viết đây là một khó khăn cực kỳ phổ biến ngay cả đối với người bản xứ từ viết một đằng nhưng lại đọc một kiểu khác đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái việc quý khán thính giả không thể cải thiện khả năng nghe của mình vì không nắm được cách đọc Mr. Định xin đưa ra một vài ví dụ về cách viết không giống với cách đọc để quý khán thính giả cùng rõ. Ví dụ từ chemist, thì chúng ta phát âm chữ ch ở đầu từ là ch, kh, chứ không phải là ch, giống như tư duy của tiếng Việt, ch đọc là ch. Chính vì vậy từ này chúng ta không đọc là chemist mà chúng ta phải đọc là chemist, nhà hóa học, hoặc tiệm thuốc. Từ thứ hai, dạp chiếu phim, cinema, thì chữ C chúng ta phát âm là S, chứ không đọc là K. Từ số ba, knee, đầu gối thì chúng ta bỏ chữ k chỉ đọc là ni chứ không đọc là kni. Tương tự, động từ biết no. Chúng ta không phát âm chữ k. Không đọc là kno. Hay động từ cười laugh thì chữ g và h chúng ta phát âm là âm F, chứ không đọc là love. thậm chí đuôi gh khiến quý khán thính giả lúng túng không biết phát âm như thế nào Động từ tiếp theo cough ho chúng ta cũng phát âm đuôi gh là f, hay đơn giản và cơ bản như từ many chúng ta không đọc chữ cái A trong từ many là A, money, mà chúng ta lại phát âm là E. Như vậy, quý khán thính giả đã thấy, từ tiếng Anh viết một đằng nhưng lại đọc một kiểu khác. Và trong tiếng Anh có tới hàng triệu từ như vậy. Vậy làm thế nào để khắc phục khó khăn này? Quý khán thính giả hãy lựa chọn cho mình một cuốn từ điển uy tín có đầy đủ cách phát âm chuẩn và có cả audio nghe. Khi nghe, quý khán thính giả hãy tập trung và bắt chước giống nhất có thể. Tốt nhất, nên có kiến thức về bảng phiên âm quốc tế IPA sẽ giúp chúng ta thẩm thấu các âm thanh nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ đến với nỗi khổ thứ ba, đó là học tiếng Anh rồi nhưng không có môi trường áp dụng điều này có vẻ không đúng đối với các cô bác anh chị đang sống tại các nước nói tiếng anh nhưng đối với những quý khán thính giả đang ở trong nước thì đây là một khó khăn hiện hữu bởi xung quanh chúng ta hiếm có người nói tiếng anh chứ chưa nói tới người bản xứ vậy chúng ta phải làm thế nào để thực hành được thì đầu tiên quý khán thính giả hãy tập nói tiếng anh với các app miễn phí như như phần mềm siri trên các điện thoại hiện đại có thể kết bạn online, trò chuyện hàng ngày với người bản xứ hoặc người thân đang sinh sống tại nước ngoài. Hoặc có thể tạo nhóm để thực hành, miễn là chúng ta thường xuyên có cô, miễn là chúng ta thường xuyên tạo được cơ hội thực hành tiếng Anh. Về phần này, Mr. Định xin dành cho quý khán thính giả, bởi mỗi một người chúng ta đều có một điều kiện và môi trường vận dụng khác nhau. Nhưng hãy nhớ, quý khán thính giả hãy cố gắng luôn tạo môi trường thực hành cho mình nhiều nhất có thể cuối cùng xin chúc quý khán thính giả vừa theo dõi hết video này sẽ sớm thành thạo tiếng anh thanks for watching and goodbye